biển ở đây rất là lạ. Đây là đảo Samui của Thái Lan. Bãi biển là từ ở trong bờ đi ra ngoài kia hơn 1 cây số mà nước thì lúc nào cũng cạn và dường như là không thấy sóng biển luôn. Rất là trong, rất là nhiều cá. Chúng ta thấy là giữa biển cũng có một cái bãi cát nhô lên. Mặc quần mà không ướt quần. Buổi tối thì tôi hay tuốt ngoài kia để mà bắt cá với lại bắt ốc rất là nhiều. Người ta không có bắt ốc ăn, cho nên ở dưới biển rất là nhiều ốc. Đây có cây san hô nè. Bãi cát nhô lên giữa biển. Cát ở đây rất là mịn, giống như bột vậy. Cách xa hơn cây số thì mới tàu bè mới đi được. Trong này tuốt ở đằng kia thì nó có còn bãi cát nhô lên đằng kia, cái là từ ngoài đó vô tới đó mà làm bãi cát nó rất là thấp. Đây tôm biển cũng rất là nhiều, tối sắp lên bờ đi ra lắm. Cá với lại tôm rất là nhiều. Ở cái rạn đá này kia thì từ đây qua đó cũng nước cạn ha. Rất là cạn, nhìn gì chứ nước rất là cạn. Đấy nè, quá trời cá rồi. Cá cơm. Khi mình bước đi về cá nó bu vào chân mình. Hôm nay là bữa cuối làm detox thải độc ở Thái Lan. Cho nên được ra biển tắm thoải mái. Kia thì rất là nhiều chim. Chim trên bãi cát. Buổi tối thì nghe mấy cái rạn đá rất là nhiều ốc nhượng hồn. Nó thấy chim đang đi bộ ở trên bãi cát rất là nhiều. Ở đây, ở cái hòn đảo này á, người ta không có săn bắn, cho nên đi đến đâu cũng thấy chim chóc rồi các loại thú rất là nhiều.
những chú chim đang săn mồi.